Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Đạo diễn Đời Cô Lựu, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga đã qua đời. Thông tin đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga qua đời ở tuổi 88 tại nhà riêng sau thời gian đấu tranh với bệnh. Sáng ngày 21 tháng 2, con gái đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga đã cho biết ba cô đã qua đời sau thời gian điều trị bệnh hô hấp, thận và tim mạch, đã để lại sự tiếc nuối và đau đớn cho gia đình cô cũng như đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Sau khi biết tin bậc thầy tài hoa đã mãi mãi ra đi về với đất mẹ, nhiều thế hệ học trò, đàn em đã để lại tiếc nuối, gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga như nghệ sĩ Mỹ Chi, Huỳnh Quý. Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga sinh năm 1932, ông được biết đến là bậc thầy của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga đã tạo nên tiếng vang lớn qua các tác phẩm kinh điển như Đời Cô Lựu, Tấm Cám, Khách Sạn Hào Hoa, Người Giữ Mộ, Gánh Cỏ Sông Hàn, Tiếng Sáo Đêm Trăng, Hoa Độc Trong Vườn, cùng 300 tác phẩm nghệ thuật cải lương khác. Ngoài sáng tạo nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga cũng là người thầy có tiếng, trực tiếp đào tạo hàng trăm học trò trong bộ môn nghệ thuật cải lương, kịch nói, trong đó có Diệp Nàng, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Thanh Tuấn, Giang Châu, Hoài Thanh, Tuấn Thanh, Ngọc Bích, Thanh Sang, v.v. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan từng tâm sự, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga còn là người thầy tận tụy qua công tác dàn dựng. Ông đã dạy thêm cho chúng tôi nhiều bài học đáng quý. Khi ông bệnh nặng, các thế hệ học trò đã cùng nhau lo lắng, quyên góp tiền để giúp đỡ ông. Nhưng tâm nguyện cuối đời có được chỗ ở tươm tất cho gia đình thì chúng tôi, những học trò của thầy, không đủ sức thực hiện. Giữa năm 2013, nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga đã được phẫu thuật cắt bỏ ung thư trực tràng. Từ đó sức khỏe của ông ngày càng đi xuống. Đến năm 2017, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho gia đình ông căn nhà mới tại khu chung cư Khánh Hội 1. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.